trời đi chơi nè. Hôm nay trời đẹp, được đi chơi cô chú rồi. Cô chú thấy cái cây bữa nay đẹp ngay không? Cô chú thấy cây cây không đang như thế hết mẹ. Mẹ muốn xe. Muốn xe nào? Mẹ muốn xe màu. Xe màu hồng á hả? Mẹ xe màu màu màu. Xe này hả? Dạ. Rồi ok. Đi. Ra đây, ra đây. Rồi, con tự đi xe đây. Xe xe ta xe 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 nào con xe xe ta xe 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 rồi quay quay nhìn đây các bạn, nhìn đây cười đúng rồi, cô chú chụp tấm hình đúng rồi, cười chạy chạy đẩy tay vậy nè, trời ơi đẹp quá, để vậy thôi đâu bỏ cài xuống rồi, từ từ sao để đẹp đem xuống rồi. Đây mẹ đeo cho, mẹ đeo cho chay, sao cứ lấy ra hoài vậy? Mẹ đeo đúng mà con cứ lấy. Cái gì? Bún. Mẹ xe xe. Xe ta xe. Vô xe, ok. Xe. Rồi xuống rồi. Làm kiểu làm dáng cho con chú chụp tới tấm. Mẹ xuống. Xuống nào? 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Đây áo mẹ đẹp quá rồi. 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Rồi, ok, lên ghế ngồi. Điểm xong rồi cho mong mốt mẹ cho cái áo này, đừng lo. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12 luôn hả? Rồi, dạ. Chuối, chuối. Nó lại nó ăn cắp cái quả chuối ở trên áo của mẹ nó được. Mẹ coi coi. Thấy chưa? Đẹp quá. Xe không có chạy vô đây, đi xuống dưới đường nha, đi xuống dưới đường chơi nha. Giờ con hát cô chú nghe ăn bản đi. Con xe hát rồi. Con gì á? Con nào đâu? Cái đó là cái xe của người ta chứ đâu có con gì đâu. Con xe. Con gì á? Mày con gì á? Mẹ con gì á? Con nào? Con nào? Con kìa, muốn chim. Muốn chim đâu? Chim. Muốn chim này hả? Muốn chim này. Ok, muốn chim này Phong, ngồi xuống ghế này mày lấy cho, ngồi xuống. Rồi, bây giờ nó lấy hết mấy cái này của tôi. Rồi, nó mới ăn cắp thêm con chim trên áo mẹ. Cái này cô chú ơi, chắc chút nữa là nguyên cái áo nó là toàn rồi. Đưa, đưa cho mẹ quay cho cô chú coi cái con chim coi. Thấy chưa cô chú? Cái con này nó tên là Flamingo đó cô chú. Jay đi, can you say Flamingo? Flamingo. À, bây giờ con biết rồi. Bây giờ hỏi con Jay nè, mẹ tên gì? Chim Ngọc. Đúng rồi. Em đi dạy ba. Bây giờ nè, ba tên gì? Ba tên gì? Phèn. Đúng rồi. Jay tên gì? Jay Jay Jay. Con biết cho nghe trên nhà mẹ yên ơi. Đúng rồi, hai phải. Ba xin ngồi. Chạy chạy của mẹ em ơi. Xin ra. Cô chú thấy chạy hay chưa? Giỏi quá. Xe, xe lên. Mẹ tên gì? Nói lại coi mẹ tên gì? Mẹ tên mẹ. Ngồi xuống. À, mày mẹ tên gì? Nói mẹ nghe. Mẹ tên gì à? Mẹ tên gì? Xe. Mẹ tên gì đó? 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 Mẹ tên gì
Ok. Chay, mẹ tên gì? Chay, mẹ tên gì? Mẹ tên Trang Khoan. Bảy. Mẹ tên Trang Chưa Gia. Mẹ tên gì? Mẹ tên Ngọc. Đúng rồi. Ba. Mẹ tên Trang Ngọc. Ba tên gì? Ba tên Trang Khoan. Đúng rồi. Con tên gì? Con tên gì? Trang Ngọc. Con tên gì? Nghĩ ra nói cho cô chú nghe, nói cho video con tên gì? Con tên gì? Kiều Âu. Giờ con muốn cái nào? Muốn cái này. Muốn cái này phải không? Rồi bây giờ con nói cho cô chú nghe con tên gì? Con chơi tên. Con em chơi 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 ơi. Nói rõ ràng hoàng. Em chơi chơi của mẹ em ơi. Nói đi, nói đi. Em chơi chơi của mẹ em ơi. Em chơi chơi của mẹ em ơi. Giờ nào? Giờ muốn con nào nữa? Chưa tôi nói ngồi lắng gỡ ra hết. Hết áo tôi luôn. Con tên gì á? Con tên Trang mẹ. Con tên gì? Má tên gì? Để xuống mẹ. Để xuống hả? Để xuống đi hả? Ok, để xuống nha. Máng này, máng đây nè, máng đây nè. Nó mẹ. Hả? Tới mẹ mà. Cái gì tới mẹ hay sao? Tới mẹ. Tới mẹ chạy hả? Dạ. Mẹ mệt quá, mẹ chạy không nổi. Đây. Mệt quá, chạy không nổi. Nó đẩy tôi. Bây giờ mẹ chạy được con rồi con quay mẹ nha. Dạ. Cầm máy quay quay đi. Ok.
giờ xạo đó, xạo diễn rồi đó. Ôi, trời. Thôi đừng có té đây đau. Mệt không? Mệt chạy. Mệt chứ có đi chạy mệt chứ không phải mệt chạy, chạy mệt. Vậy mệt. Vậy đúng không? Dạ. Đi. Nay trời đẹp quá trời ơi, trời quá đã luôn rồi. Nắng quá hả? Nắng mi sao nắng mi tốt không? Ở trong nhà không mình đâu có trời nắng có đi trốn nữa coi được không? Nắng tốt chứ con. Mấy tháng? 2 10 5 6 7 8 10. Cái gì vậy? Sao lưng mẹ có cái gì vậy? Có đất không? Có cái flower. Gì? Có flower hả? Trời ơi, đằng sau lưng của mẹ có cái flower. Mẹ có gì á? Cái này á hả? Cái này chỉ là cái cỏ cây bên đường. Có chứ. Có là má. Mình tự ý làm như vậy nữa chưa? Dạ. Bị nhóm. Rồi chạy xuống. Rồi chạy xuống. Rồi chạy xuống. Đúng rồi. Chạy xuống đi học. Chạy xuống đi học. Bye bye cho Poppy. Bye bye cho Poppy hả? Mẹ. Chị chạy chạy một té. Một té này. Đang té đâu? Rồi dựng xe đó đi, dựng xe xuống. Ok. Rồi đây ngồi. Đây ngồi nè, ngồi ngay chỗ này nè. Ngồi đây nè, ngồi xuống đi, ngồi xuống đi. Ngồi xuống. Đây. Xe, xe. Chạy đi, không, để xe đó không được, không có đem xe đi được không? Để đây mẹ canh. Mẹ đi trước không? Chừng thế. Từ từ té, đúng rồi. Có chân đạp kìa, có chân đạp cái gì dưới chân kìa, nhìn dưới chân kìa. Mẹ đi trước. Cái gì á? Bye bye, bye bye. Thấy chưa, sợ không? Sợ thì phải đi sao? Mẹ chạy ra không chết gì? Ai ơi, tự nhiên đổ thừa mẹ, vô duyên không? Chị gì chết? Con cá dưới không? Dạ. Con cá cắn nè. Con cá cắn nè hả? Bây giờ không, chị bây giờ chay nhảy xuống dưới không? Sao vậy? Sao không nhảy xuống? Nhảy xuống kệ, ướt áo rồi. À, nhảy xuống ướt áo rồi, đúng rồi. Giỏi. Đó. Đi cá gì? Mà con có muốn nhảy xuống bắt cá không? Không. Sao vậy? Con mẹ xuống nhảy thì sợ. Hả? Con có sợ không? Con sợ. Đúng rồi, chay sợ. Vậy thôi chay đừng có nhảy xuống nha. Dạ. Rồi đi vô. Đi vô đi, đi vô. Không đi vô nữa. Không đi vô nữa hả? Đi vô đây, đi vô đây. Không đi vô. Rồi không đi vô, mẹ vô. Không mẹ vô nữa. Không mẹ đi vô, mẹ vô đi mày. Không thì mẹ đi vô. Rồi mẹ ngồi đây nha. Dạ. Mẹ. Con đi ra ngoài mình là con té đó nha chưa. Dạ. Ngồi xuống. Ngồi xuống. Ngồi xuống, đúng rồi.
Ai coi chừng rớt cái micro tôi xuống dưới sông. Diễn viên cũng phải cẩn thận nha. Nhìn mẹ cái coi, chụp tấm hình. Một, hai, ba, bốn. Ừ, bao gì á? Nó nghe nè, có cho Vinh Sình với bao quy qua qua cuộc sống Mỹ không? Dạ. Đúng rồi. Nghe xem Mỹ. Con nói đi, cuộc sống Mỹ. Ủa vậy? Ừ. Không có chạy. Dạ, xin xin. Mày có cho Vinh Sình với ba đi đi cuộc sống Mỹ không? Dạ, dạ. Chuyện té. Coi chuyện té, đúng rồi. Gì gì gì. Đúng rồi. Ừ đúng rồi, té là ướt đồ luôn á. Là hư cái micro của mẹ luôn á, đúng rồi đó. Nó cầm cái micro của mẹ đó, thấy không cô chú? Bởi vậy. Ừ, con gì á? Con nào đó, con cá á. Con. Cá gì đi. Bên mẹ nghỉ mệt đi. Trời ơi. Ngồi nghỉ mệt đi. Đúng rồi. Ngồi bị nóng. Ngồi bị nóng hả? Tại vì cái này nắng á, nắng đừng có đụng nha ghê. Trường má. Sợ. Sợ đúng rồi. Đừng có đụng. Sợ đừng có đụng. Cô chú thấy chơi dễ thương. Cô chú ê con gì, con gì á? Cô chú share video cho chay nha. Chay à. Chế. Ừ. Nghe em kì. Nghe tên trước con. Đi đâu? Quay, quay nó quay. Yes, đi đâu mà mi. Chạy đi các bạn. Đó, bây giờ mày chỉ cho vậy, vẽ trên cát nha. Vẽ trên mặt nè. Đúng rồi, vẽ mặt nè. Vẽ mặt nè. À. Miệng nè. Miệng nè. Mũi nè. Còn còn ra phơi nắng nữa coi được đời không? Vẽ gì á? Vẽ. Vẽ gì á? Vẽ mũi. Vẽ mũi hả? Vẽ miệng. Con dễ mẹ hả? Con lấy tay, con lấy tay con đụng nước thử coi có nước có lạnh không? Chay. Con lấy tay con đụng nước thử coi nước có lạnh không chay? Chè nữa. Đây nè, đây nước nè. Thử coi nước lạnh không? Lạnh không? Ê, rồi, ướt dài rồi. Chay, khâm bà. Con đi qua tới bên kia là con qua tới nhà người ta rồi đó. Mặt người Mỹ là có thể nói là không thể nào chờ đợi để cho tới
thấy được trời đẹp, đi ra ngoài giờ này mà giờ này mà vậy mà đi ra mặc đồ bikini đi ra nằm phơi nắng rồi đúng rồi đó. Họ rất là nôn nóng tới nhà trời nó ấm. Trời nắng bên này là một cái gọi là cái gì đó, cái sự đặc biệt mà ai cũng đã hết á. Trời ơi dễ đẹp quá. Dễ mẹ. Dễ mẹ. Dễ ba. Rồi dễ ba coi. Okay. Dễ ba nè. Dễ ba coi. Dễ ba nè. Chú nó làm gì vậy trời? Không đi chú. Thôi không có đi chú được, chú nó đang làm công việc nhà người ta, con đi qua khỏi cái cột. Con đi qua khỏi cột đó là con đi qua, con xâm phạm lãnh quyền của nhà người ta rồi đó. Cô chú thấy cảnh đẹp không chú? Quá đẹp luôn. Ông ở dưới nước á hả? Dạ ông, ông mày nghiêu ngủ. Ừ, ông dưới nước ngủ hả? Đã đời luôn, bữa nay trời nắng đẹp, quay video thiệt dài cho cô chú coi luôn ha. Đó, cây đang vẽ gì à? Rồi, gãy cây rồi. Trời ơi. Giúp à, nghe, dĩ ba nè. Ba tên gì á, quên mày... rồi. Ba tên gì mẹ quên rồi. Ba tên gì á? Ba chơi tên gì á? Chị đi, what's your daddy name? Kim Nghi Chúa dạ. No, what is your daddy name? Ba tên gì? Ba chơi tên Chúa dạ. Bảy không à? Ba chơi tên Chúa. Đúng rồi, mẹ tên gì? Ba chơi tên Chúa. Mẹ tên gì? Mẹ tên Julia. Mẹ mệt, mẹ mệt đúng quá. Ai tên? Ai tên Julia? Mẹ Julia. Ai ai tên Julia? Chị đi, who is Julia? Yes. Who is Julia? Wait. Mẹ tên gì? Không có cây rồi. Gãy cây rồi, con là cầm cái cây nhỏ nhỏ thôi. Gãy. Vậy đi. Con tên gì? Quên. Nó bậy rồi con, giảm gì tên thì quên. Cái cây này nó xạo, nó xạo luôn. Từ từ. Gây bị. Đây, đây nè, mẹ lấy cho nè, mẹ lấy cho con cái cây này nè. Ở đây, mẹ lấy cho con cái cây này đẹp nè. Nè, đó, cây này ngon nè. Rồi, bây giờ con nói cho mẹ nghe con tên gì. Ok. Nói cho đàng hoàng con tên gì. Con tên gì? Ok. Huyền cây chung nhân trời mẹ gì ơi. Ừ, rồi mẹ tên gì? Mẹ tên Quy Ngạp. Đúng rồi, ba tên gì? Mẹ tên gì? Dì dạ. Không mệt quá. Ba tên gì? Ba tên Quang. Đúng rồi, đây mẹ cho cây nè. Cây tên em chơi chơi của mẹ em. Coi ông chú đó cỡ trần kìa. Trời nắng vậy là mặc đồ ấy ra cũng được, nhưng mà cũng mặc áo tay dài. Chú đó chuẩn bị để làm cho bỏ thuyền rồi vô. Rồi vô đi chạy thuyền đó. Mặc quá. Ê, cái bữa nay mà đi khai giác là đẹp trời luôn nè chay nè. Wow. Bữa nay mà mày một chút nữa mày rảnh á, mày lấy cái thuyền khai giác cho mày nè. Mượn của bạn sớm mày đi có lý luôn á.
Mấy cây này bây giờ chuẩn bị nở mầm nở hoa rồi nè. Mùa hè chuẩn bị tới rồi. Chay tên gì? Tên Quen. Chay tên gì? Tên Quen. Tên Quen là tên của ba. Con tên gì? Em chay của mẹ ơi. Em chay chay của mẹ em ơi. Em chay chay của mẹ em ơi. Sô cô la của mẹ em ơi. Phải không? Ok. Ok làm sao? Em muốn tấn. Mà chay có muốn đi về Việt Nam với vào Vinh Sơn không? Dạ, chưa chưa. Rồi đi về Việt Nam với ai nữa? Hả, đi về Việt Nam với ai nữa? Ấy nè. Về Việt Nam với ai nữa? Có ở Việt Nam ta? Nhắn. Ở Việt Nam có ai? Ở Việt Nam có ai? Dì Tư. Cho lẹ đi. Từ từ mẹ. Ừ, từ từ. Sao mày đi Việt Nam có ai? Việt Nam có ai? Con gì Việt Nam con thích đi đâu? Con gì Úc ba mẹ. Con gì Việt Nam con thích đi đâu? Con gì đó mẹ. Cái đó cục đá chứ đâu có con gì đâu. Nhớ. Dạ chưa. Ok, chơi xong chưa? Mẹ, không chơi xong. Rồi cái con gì nè? Đây nè. Đó, con gì á? Con nhít. Con này là con ốc. Ốc. Ừ. Ia. Nó không phải ia, không phải ia. Con ốc. Ốc. Bắp ốc. Để cầm vô cho ba coi coi. Cầm vô cho ba coi coi. Nói ba ơi, con mới vừa lụm được con ốc nè. Đi lên xe. Ừ. Rồi thả ốc xuống biển đi. Thả ốc xuống sông đi. Dục đi, dục ốc xuống sông đi. Chạy đâu? Cái chạy đâu ai biết? Chạy. Bẻ cái cây ngắn ngắn lại thôi. Đây nè, cầm cái cây này dẻ dừa nè. Cái cây này dẻ đẹp nè. Đó, đây nè, đó, cây này dẻ đẹp nè. Bỏ cây kia đi. Mỹ chị. Rồi bữa nay mà trời đẹp là cho chơi chơi cả ngày ngoài đường luôn nghe chơi nha. Trừ cho những tháng ngày mình bị giam cầm ở trong nha. Không được đâu. Không được đâu hả? À. Chơi coi mẹ vẽ này chơi. Chơi, chơi. Coi mẹ vẽ cái trái tim nè. Mẹ vẽ trái tim tặng cô chú nè. Đó. Vẽ mắt con mặt nè. À vẽ con mặt nè hả? Vẽ mắt á hả? À trái tim của chơi có con mắt đó nghe chú. Cô chú có miệng luôn. Wow. Có mũi. Có mũi luôn hả? Còn có vẽ sương môi không? Dạ. Sương môi nè. Sương môi nè. Sương môi màu gì á? Sương môi màu pink. Màu pink hả? Đúng rồi. Nước màu pink. Nước màu gì? No. Chay. Nước màu gì? Con nói nè. Nước màu clear. Là màu trong suốt. Nước không có màu. Chim kêu nhiều quá, chim hót nhiều quá. Này nè con, cái cây này cũng tốt đó nè, cái cây này dẻ cũng ngon đó nè. Nè. Cái cây này dẻ cũng đẹp đó nè. Mẹ cứu cháu. Mẹ cứu cháu. Một cái video clip mà của con nít nó không có cái gì mà tương tác gì để thu hút cái sự mà coi của tất cả các cô chú đó. Cứu cháu. Mẹ không. Nhiều lúc có những cái khoảnh khắc mà nó nói chuyện á, mình không có biết được là nó sẽ nói cái gì đó. Nên là khi mà quay dài á thì mình có thể chợp được nhiều cái khoảnh khắc dễ thương với lại những cái câu nói của nó. Với lại cô chú á, có vài cô chú cũng nói hả, thích xem chay. Bye bye. Bye bye hả? Hả? Rồi rớt. Ê ê ê. Hiếu cười. Ức ơi. Ức ơi, ức rồi, ức ơi. Chán luôn. Mà chay có phải nít không ta? Chay thấy là nó dạ. Dạ. Dạ thấy chưa? Nó dạ, nói nó dạ. Mẹ,
Cổ đi ngang qua thấy Ngọc đang chơi với Jay. Thấy cổ giơ tay lên cổ chào, với Ngọc cũng chào cổ. Cái cổ nói enjoy her. It's gonna go by really fast. Có nghĩa là hả? Mày hãy tận hưởng khoảng thời gian này đi. Khoảng thời gian với lại con mày hiện tại bây giờ nó sẽ là vụt mất đi rất là nhanh. Giống như là cái tuổi của Jay sẽ lớn rất là nhanh. Mẹ muốn kẹo hấp bèn. Cái gì? Mẹ muốn hấp bèn. Muốn gì? Mẹ muốn mua xe. Cũng muốn ăn phải không? Dạ. Đi vô ăn đi. Thôi đi vô ăn nữa. Sao không đi vô ăn nữa? Mẹ đem đây cho con nha. Dạ. Muốn ăn pizza. Gì muốn ăn pizza? Trời ơi trời. Nhớ cái video này, không biết cô chú có coi không, lúc mà sửa nhà cá đám ngồi đang ăn pizza, bây giờ nó nói, nó lại bàn này nó nói muốn ăn pizza, có được không? Muốn ăn pizza phải không? Bây giờ phải đi mua chứ đâu có. Coi được không? Thôi bây giờ mày xách xe mày đi mua pizza cho Jay ăn nha. Dạ. Ok. Bye bye. Bye bye ai? Bye bye mẹ. Bye bye mẹ hả? Mà con ngồi đây con có ngoan không? Dạ. Con ngồi đây con không được chạy lung tung nghe chưa? Dạ. Bây giờ con nói cho mẹ nghe nè, con tên gì? Con tên gì? Mẹ con gì vậy? Mẹ con gì vậy? Con nào? Con này nhiều lúc nó cũng làm hết hồn lắm nha. Nó ngồi dưới cái bàn, nó nhìn cái bàn nó hỏi con gì giá mà. Mình sợ con gì thiệt chứ.